Ngoài gia đình, người thân thì bạn bè cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Bạn là người để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, các mối quan hệ bạn bè không phải lúc nào cũng chân thành và giá trị. Có những người cho ta cảm giác là bạn, nhưng thực chất lại lợi dụng và hãm hại ta. Mình đổ đại học rồi, phải đi khoe trang mới được. Yeah, vui quá đi mất. Hoàng ơi, mừng quá, thế là chúng mình đều đổ rồi. Lại là thằng Hoàng. Thế cậu đã chuẩn bị học phí để đi Sài Gòn học chưa? Trang yên tâm, nhà mình còn đàn cá sắp bán, đủ để mình lo học phí. Với lại lên Sài Gòn mình sẽ vừa học vừa làm, nên cậu không phải lo đâu. Tao sẽ không để cho mày như ý đâu Hoàng ạ. Vài ngày sau, xem mày lên Sài Gòn học kiểu gì. Trang, cậu đi đâu mà vội thế? Nhà Hoàng xảy ra chuyện rồi, chồng có đi với mình luôn không? Trời ơi, cá của tôi. Hoàng, Hoàng ơi, Hoàng ơi, cậu làm sao vậy? Đứa nào bỏ thuốc sâu chết hết cá nhà mình rồi. Kẻ nào lại vô lương tâm đến như vậy chứ? Tớ cũng không rõ, bây giờ tớ làm sao có tiền đi học đây? Đáng đời. Hoàng ơi, cậu quyết định đi thật à? Cậu đừng đi có được không? Mình cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà hai cậu yên tâm, năm sau mình sẽ thi lại. Hoàng yên tâm, mọi việc ở nhà cứ để cho Trọng lo. Cậu chăm sóc Trang giúp mình nhé. Thôi, mình đi đây. Chào các cậu. Hoàng ơi. Trang đừng buồn, có Trọng ở đây rồi. Một năm là quá đủ rồi. Vài năm sau, con gái còn lứa lớn rồi, suốt ngày tơ tưởng tới cái thằng nhà quê đó, không chịu lấy chồng, bực cả mình. Cháu chào cô. Ôi, chủ tịch huyện đến nhà chơi, vào nhà uống nước. Hôm nay chủ tịch đến nhà có chuyện gì thế này? Cô cứ gọi con là Trọng được rồi. À, con đi công tác, có ít quà biếu cô ạ. À, quý hóa quá, cô xin, lần sau đến chơi là được rồi. Dạ, không có gì ạ. Trang có nhà không cô? Trang đi làm, chắc cũng sắp về rồi đấy. Mẹ ơi, con về rồi đấy. Về rồi đấy à? Có Trọng đến chơi này. Trọng đến chơi à? Cậu ngồi với mẹ tớ nhé. Tớ đi có chút việc. Còn bé này, nhà có khách mà. Đi vào nhà, nhanh. Việc gì cũng để sau hết. Trang à, tớ có món quà cho cậu này. Thôi, đồ giá trị tớ không nhận đâu. Cậu cất đi. Ừ, còn bé này, sao lại thô lỗ vậy? Lâu lắm Trọng nó mới đến nhà chơi. Mà Trọng là người tử tế, mày cứ kén cá chọn canh. Gần 25 tuổi đầu rồi không chịu lấy chồng đi. Định làm bà cô già à con? Mẹ, con lớn rồi, mẹ đừng gán ghép linh tinh nữa. Con đã bảo bao nhiêu lần là con không thích Trọng mà. Cậu đi về đi, mình không nhận quà đâu. Trang, con bé ương ngạnh, cháu để cô nhận hộ nó cho. Cháu cứ đi về đi, có gì cô khuyên bảo nó dần dần cho. Con bé này, tử tế giàu có thì không yêu, suốt ngày tơ tưởng cái thằng mồ côi khố rách áo ôm đó. Mẹ kể con. Mày đi đâu đấy? Bực mình. Mẹ đừng theo con nữa. Hoàng. Trang, cậu đợi tớ đúng không? Cậu về lúc nào vậy? Mình cũng... Sao bao năm không liên lạc? Cậu biết tớ lo cho cậu lắm không? Mình muốn dành cho cậu một bất ngờ. Đi, mình đi vào nhà đi. Cậu Hoàng mới về đấy à? Cháu có chút quà biếu cô à? Trời ạ, à, tưởng cái gì? Cậu đừng để ý. Này cậu Hoàng, cậu làm gì trong Sài Gòn bao nhiêu năm vậy? Cháu làm công nhân bình thường thôi ạ. À, công nhân à? Chẳng bù với Trọng, bây giờ nó làm chủ tịch huyện rồi đấy. Cậu làm sao mà so sánh với Trọng được? Mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa. Mẹ đi đi để con nói chuyện với Hoàng. Không dám làm phiền anh với chị. Anh ơi, em xin anh, anh đừng nói cho bố mẹ biết. Mày ngu lắm, chưa cưới đã chữa ảnh ra đây. Mày làm mất thể diện cái gia đình này quá. Bỏ ngay cái thai đó cho tao đi. Không được anh ơi, đứa bé không có tội. Bố mẹ không chấp nhận mày lấy một thằng nghèo hèn như vậy đâu. Anh ơi, em xin anh mà. Ai đấy? Trống. Thằng Hoàng, sao lại đưa ra vậy? Tao Hoàng đây, thằng bạn, lâu lắm mới gặp. Mày mới về à? Tao đi mấy năm mà mày xây được cái nhà hoành tráng nhất huyện, khá quá nhờ. Thôi, vào nhà đã. Hân, đi vào trong nhà để anh tiếp khách. Hân dạo này lớn thế nhỉ? Lớn mà hay giỏi lắm, đang mè nheo xin tôi tiền ấy mà. Hoàng ơi, lâu lắm không gặp, hôm nay là một bữa nha. Nhất trí. Chào mừng ngày tái ngộ. Hôm nay vui quá, uống tiếp đi bạn ơi.
Hoàng ơi, chúng ta đi về thôi. Trang ơi, nay ngày vui, cho Hoàng uống thêm tí nữa nhé. Ừ, vậy hai người uống, tớ xin phép. Hoàng ơi, tỉnh lại. Thôi, Hoàng say quá, để nó ngủ nhà mình đi. Đi đường nguy hiểm lắm. Vậy tớ để ý Hoàng giúp mình nha. Tôi chưa say đâu, bạn để tôi tự đi. Anh ơi, làm vậy có ác với anh Hoàng không? Tao bảo mày làm gì thì mày cứ làm đi. Hay là mày muốn bỏ đứa bé trong bụng? Thôi, cứ làm theo lời anh đi. Giờ thằng người yêu mày mất tích rồi, đứa bé sinh ra phải có bố chứ. Sau này nó quay về, anh sẽ đồng ý cho hai đứa quay lại với nhau. Hân, sao em lại ở đây? Anh Hoàng, sao anh lại làm thế với em? Anh phải chịu trách nhiệm. Trang, em thấy chưa? Không, không phải anh. Chị ơi, anh Hoàng cưỡng bức em. Khốn nạn, mày giả vờ say rồi giở trò với em gái tao à? Tao ghi lại rồi. Anh Hoàng, anh là đồ tôi. Anh xin lỗi. Anh Trang ơi, đứng lại. Cháu xin cô cho cháu gặp Trang ạ. Thôi cậu về đi, Trang nó không muốn gặp cậu nữa đâu. Xin cô cho cháu gặp Trang một lần nữa thôi. Cậu làm chuyện xấu hổ như vậy mà còn đòi gặp con bé à? Cháu chào cô. Trọng đến đấy à cháu? Trang có nhà không cô? Có đấy, cháu vào đi. Cậu đứng lại, cút ra khỏi nhà tôi. Một lát sau. Mày vẫn còn ngồi đây à? Này, cầm lấy. Em gái tao có thai rồi, mày liệu đường mà chịu trách nhiệm đi. Sao anh ấy mãi không nghe máy nhỉ? Hân, sắp ăn hỏi rồi, mày liệu mà giữ kín miệng nghe chưa? Vâng, em biết rồi. Nhớ không được hé răng nửa lời nghe chưa? Chuyện gì mà ông ấy có vẻ giấu giếm nhỉ? Chúng mày nhớ phải xử lý thằng Huy cho tao, không cho nó liên lạc với con Hân. Nhớ phải làm gọn gàng sạch sẽ vào. Cái gì? Anh ấy xử anh Huy à? Sao anh ấy nói là... Anh trai, chính anh là người ép tôi phải nói ra sự thật. Alo, anh Hoàng à? Em Hân đây. Cái váy này đúng sinh ra để dành cho cô. Váy của Trọng chọn cho cô mà lại. Cô chọn được ngày tốt cho cháu với Trang chưa? Thứ bảy tuần sau, ngày đẹp nhất luôn. Cuối cùng thì em cũng thuộc về anh. Cô ơi, cháu có cái nhẫn. Đeo cho Trang luôn đi, còn chần chờ gì nữa. Trang ơi, Trọng hứa sẽ chăm sóc cho Trang suốt đời. Dừng lại. Hoàng, mày đến đây làm gì? Trang, anh có việc muốn nói với em. Không cần nói nhiều, đi về ngay cho tôi. Cô cho cháu nói một câu thôi. Không là không, đi về. Mẹ, mẹ để anh Hoàng nói đi. Anh muốn tất cả mọi người cùng xem clip này. Xin lỗi mọi người, việc của em với anh Hoàng là sắp đặt của anh Trọng. Thật ra cái thai trong bụng em là của người yêu em. Anh Trọng bắt em bỏ đứa bé nên em mới. Em xin lỗi anh Hoàng, chị Trang. Em thật sự không muốn phá tình cảm của anh chị. Chuyện 5 năm trước, chính em thấy anh ấy mua thuốc sâu giấu ở nhà và đem đổ vào ao cá nhà anh Hoàng. Anh ấy cũng đe dọa em không được nói ra. Anh Trọng à, anh nên dừng hết những việc sai trái của mình đi. Em không muốn anh càng ngày càng lún sâu thêm nữa. Sự thật là thế nào hả Trọng? Trọng, sao lại? Không, tất cả do thằng Hoàng dàn dựng. Cháu sẽ tìm Hân để... Hân đang ở chỗ người yêu nó. Nó biết chính cậu là người đã hành hung người yêu nó. Chuyện cậu hãm hại tôi cũng báo công an rồi. Cậu chuẩn bị đền tội đi. Không, không thể như thế được. Bỏ tôi ra. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Mọi người yên tâm, cô ấy chỉ bị chấn thương nhẹ, sẽ sớm hồi phục thôi. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người thế nào? Mẹ không sao. Mẹ ơi, mẹ có thấy chóng mặt không? Con yên tâm, mẹ đỡ nhiều rồi. Chào chủ tịch. Cái gì? Chủ tịch á? Chủ tịch. Vâng, chào bác, chào chị. Anh Hoàng chính là giám đốc của bệnh viện này. Anh Hoàng, em đã sắp xếp phòng VIP cho bác rồi ạ. Được rồi, cậu làm tốt lắm. Anh, mọi chuyện là thế nào? 5 năm anh đi Sài Gòn lập nghiệp, cũng may mắn lên được vị trí chủ tịch. Thật không con? Ngoài bệnh viện này, con còn sở hữu vài công ty bất động sản. Nhưng con sợ về làng mọi người biết lại bảo khoe mẹ, nên con mới muốn là chính mình ở làng của mình. Mẹ hiểu rồi, con không cần phải nói nữa. Mẹ đồng ý cho con với Trang mai cưới luôn. Mẹ muốn cái cháu bé lắm rồi. Trang, em đồng ý làm vợ anh chứ? Vâng, em đồng ý. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Thu Hiền TV. Mình là Thu Hiền. Mình là Linh Trang. Còn đây là Kino nha. Các bạn ơi, hiện tại thì kênh Thu Hiền TV đang phát triển cái nội dung mới, đó là phim cổ tích. We'll be right back.
Nếu mà thấy hay, hãy nhớ like.